trước. Ô 4, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, quận 10. Ô 5, Huỳnh Thiên Ngọc, quận 5. Và ô 6, Đỗ Trần Hoàng Anh, câu lạc bộ Rạch Miễu. Đây là bơi ngửa. Chúng thấy à? Lễ trao huy chương cự ly tiếp sức 4 lần 200m tự do nữ. Xin mời đơn vị quận 5 hạng nhất, câu lạc bộ Rạch Miễu hạng nhì và quận Tân Phú hạng 3. Xin mời các đơn vị khẩn trương, đây là cự ly tiếp sức. Chỉ cần cử đại diện là được rồi ạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Tuyết Ánh trao huy chương cho các vận động viên. Huy chương đồng thuộc về quận Tân Phú với các vận động viên Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Bảo Ngân, Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc và Nguyễn Thụy Huy Trang. Huy chương bạc thuộc về câu lạc bộ bơi lặn Rạch Miễu, Bạch Ngọc Thảo Tiên, Nguyễn Thảo Nhân, Huỳnh Lê Thanh Vi và Nguyễn Thị An Bình. Xuất sắc huy chương vàng thuộc về đơn vị quận 5 với các vận động viên Lê Ngọc Mai Phương, Thình Xuân Uyên, Lâm Mỹ Ngân và Huỳnh Thiên Ngọc. Xin chúc mừng thành tích của các vận động viên và trân trọng cảm ơn bà. Cự ly trao thưởng tiếp sức 4 lần 100m hỗn hợp nam nữ phối hợp. Mời đại diện các đơn vị quận 1 hạng nhất, quận 5 hạng nhì và câu lạc bộ Rạch Miễu hạng 3. Mời các vận động viên đạt thứ hạng nhất nhì ba ở cự ly tiếp sức 4 lần 100m hỗn hợp nam nữ phối hợp. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Tuyết Ánh trao huy chương cho vận động viên.